Bài thơ này chẳng ai ngâm được, mong rằng mọi người đọc thôi để hiểu lòng tôi. Bằng buồng phổi tôi em hãy thở, biết bao lần ta đã hôn đắm đuối, chẳng phải sao ta đã cùng chung hơi thở. Bằng trái tim tôi em hãy sống, biết bao lần trái tim ta đã cùng rung động, chẳng phải sao ta đã cùng chung nhịp tim. Bao năm rồi từ ngày một mùa thu của thế kỷ trước, trái tim tôi, linh hồn này của tôi, chẳng phải sao đã thuộc về em vĩnh viễn. Kiếp đời này ta mãi sống bên nhau, chẳng phải sao ta đã cùng ước nguyện. Vậy thì em chẳng thể bỏ tôi, em chẳng thể bỏ tôi sống trơ trọi một mình. Xin nhớ. Vậy mà nàng cũng bỏ tôi rồi. Lúc đương thời thì mẹ Mai rất là thích văn nghệ, rất là thích thơ ca. Và cho nên là chúng ta cũng hiểu được là đấy là cái lý do tại sao mà mẹ Mai lại có thể yêu Bố Hiến đến như vậy. Vì Bố Hiến là một người rất là văn nghệ và là một nhà thơ, có những bài thơ rất là xúc động, bài thơ rất là hay như vậy. Và để tiếp nối chương trình thì cho nó đỡ bớt căng thẳng, VMC xin được mời anh Công Thành lên đây để đại diện cho anh chị em văn nghệ sĩ, những người bạn rất thân thiết của mẹ Tuyết Mai. Xin mời anh Công Thành. Trước hết anh xin được kính chào tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, nói đến Thành xin được mạn phép quý vị được gọi bằng chị, mà gọi Kỳ Duyên là bằng em. Tại vì chị Mai lúc nào cũng rất là trẻ trung với tất cả các anh chị em nghệ sĩ, kính thưa quý vị. Thành ra mà nhìn chị Mai lúc nào cũng tưởng là chị của Kỳ Duyên, chứ không phải là mẹ. Mà thành ra lúc nào Thành cũng gọi chị bằng chị. Và cái thứ nhì là, kính thưa quý vị, mỗi một lần Thành đến nhà là chị Mai hỏi: cậu có chuyện Tiếu Lâm nào mới không? Tại vì chị rất thích nghe chuyện Tiếu Lâm. Và kính thưa quý vị, chuyện Tiếu Lâm của Thành đó, không có cái chuyện nào mà nó nhẹ nhàng hết, nó rất là nặng. Mà mỗi chị, lúc nào chị cũng như bảo: tôi không hiểu tại sao mà cậu nói những cái chữ đó mà tôi cười được, người khác nói tôi không thể nào tôi cười được. Mà chị không bao giờ mà gọi là cười sặc sụa, kính thưa quý vị. Chị cười rất là nhẹ nhàng, nhưng mà Thành nghĩ trong bụng là rất là sặc sụa. Đó là cái thứ nhì mà Thành rất nhớ đến chị Mai. Và cái thứ ba nữa là, kính thưa quý vị, mỗi một lần đến nhà anh chị em nghệ sĩ họp nhau lại ở nhà là chị đem ra những cái bát, những cái đĩa mà nó toàn là mạ vàng không, kính thưa quý vị. Thành tưởng nó đang ở trong Dinh Độc Lập. Đó là những cái kỷ niệm mà của Thành với chị Mai. Và kính thưa quý vị, Thành xin được nói một câu cuối cùng ngày hôm nay là: she was a lady and she will always be a lady in my heart. Em xin chúc chị một giấc ngủ thật là ngon. Xin cảm ơn quý vị. Xin chào quý vị. Phần kế tiếp là đến phần của trình hội. Trước khi thì cái phần trình hội bắt đầu thì trình hội có muốn chia sẻ một cái câu chuyện như thế này, là bởi vì
Cái bài viết mà Trịnh Hội sắp đọc ra đây, Trịnh Hội đã viết cho mẹ vào thứ tư tuần trước, khi mà trên đường bay về từ bên Phi, sau khi nhận được tin Duyên báo rằng là mẹ vô nhà thương một lần nữa. Trịnh Hội vẫn nhớ rằng là mẹ từng bảo rằng mình muốn làm gì thì nên làm lúc người ta còn sống. Thành thử là Trịnh Hội viết bài viết này thật sự là muốn đọc cho mẹ nghe khi mà về. Nhưng mà rất tiếc thì khi mà Trịnh Hội về đến phi trường thì Duyên có báo rằng là mẹ đã đi trước đó mấy giờ. Thành thử là đã không có dịp đọc cho mẹ nghe. Thì thôi thì hôm nay trước khi mà tiễn cái xác mẹ đi thì Trịnh Hội cũng muốn đọc lại cho mẹ nghe và quý vị cùng nghe. Mẹ Mai, con muốn kể cho mẹ nghe một câu chuyện. Nó là một câu chuyện về những kỷ niệm đáng nhớ giữa hai người. Nó cũng là một câu chuyện về một người mẹ, về một gia đình, hoặc cũng có thể là về những gì mình vẫn còn giữ lại được hay đã đánh mất. Nhưng trên hết, đây là một câu chuyện về tình yêu, về những gì cuối cùng chúng ta chỉ còn lại ở nhau. Trước khi từng người một, kể cả chính mình, sẽ phải bước sang về một cõi xa xăm khác. Tôi gặp mẹ Mai lần đầu tiên vào khoảng đầu thập niên 2000. Lúc đó, tôi mới quen cô con gái út độc nhất của mẹ. Hôm ấy trời đã khuya và tôi chỉ ghé vào nhà chào hỏi thăm mẹ trước khi về lại Philippines, nơi tôi sinh sống. Tôi vẫn còn nhớ lúc ấy tôi khá lo lắng và hồi hộp. Bởi bác Mai, lúc ấy không chỉ là mẹ của bạn gái của mình, mà từ nhỏ tôi đã đọc, đã nghe và cho biết rất nhiều điều về bà. Về chuyện tình của mẹ với Bố Kỳ, về lý do tại sao mẹ lại được cho là văn minh, quý phái, và dĩ nhiên là về sắc đẹp nổi tiếng của mẹ. Nhưng thật lòng, ấn tượng đầu tiên của tôi lại không phải là sắc đẹp của mẹ. Có lẽ vì lúc ấy mẹ đã không còn trẻ như lúc mới về làm vợ của bố, để đóng vai trò là đệ nhất phu nhân của miền Nam Việt Nam vào giữa thập niên 60. Lúc ấy tôi cũng chưa có dịp tiếp xúc nhiều với mẹ để có thể cho là mẹ văn minh, quý phái đến giường nào. Điều mà làm cho tôi ấn tượng nhất, nhớ nhất mãi cho đến ngày hôm nay, đó là sự hòa đồng, thân thiện ở mẹ. Mẹ đã hỏi tôi muốn uống gì không, và tự tay đi lấy nước cho tôi uống trước khi ân cần hỏi thăm sức khỏe cũng như công việc tị nạn của tôi lúc ấy ở Philippines. Mẹ đã không nói gì đến mẹ, và càng không, và từ đó cho đến nay, chưa bao giờ tôi thấy mẹ muốn chứng tỏ với bất kỳ ai rằng mẹ là một ai đó, từng là một bà tướng hay một mệnh phụ phu nhân, đã gặp quen biết bao lãnh tụ, vua chúa. Đối với tất cả mọi người, già cũng như trẻ, mẹ luôn nhã nhặn, ân cần và gần gũi, bất kể họ thuộc thành phần nào và đến từ đâu. Đây có lẽ là lý do tại sao có khá nhiều người được mẹ nhận làm con nuôi, từ bạn bè của con ruột cho đến vợ hoặc chồng của năm người con kế. Đối với mẹ, hình như con rể cũ hay con dâu mới không quan trọng cho lắm. Mẹ vẫn đối xử như ngày nào. Nếu không muốn nói là còn gần nhau hơn, tôi là một thí dụ điển hình. Tôi vẫn còn nhớ lúc cả gia đình còn chung sống với nhau, mẹ vẫn luôn nhỏ nhẹ, từ tốn với tất cả mọi người, kể cả những người giúp việc trong nhà. Ở Mỹ cũng thế, về Việt Nam cũng thế. Những người từng làm việc trong nhà lúc mẹ còn là bà bảo mẹ từ đó đến giờ vẫn vậy. Không bao giờ lớn tiếng gọi những người giúp việc hay cận vệ là thằng này hay con kia, kể cả lúc họ có lỡ làm điều gì sai. Mẹ Mai là thế. Và đây là một trong những điều mà tôi sẽ luôn nhớ về mẹ.
mỗi khi có một ai nhắc đến mẹ. Một điều mà tôi vẫn thường tự cho là mình rất may mắn mới có được, đó là những người mà tôi thương yêu nhất, kính phục nhất và gần gũi nhất đều là những người không chỉ biết chạy theo đồng tiền. Tôi vẫn còn nhớ lúc tôi quyết định lấy duyên và đến xin phép mẹ. Mẹ chỉ hỏi tôi đúng một câu, đó là tôi có hứa sẽ thương yêu hai đứa con kế, Mai Ly và Yên Ly, như con ruột của mình hay không. Thật lòng thì tôi chỉ có thể làm được từng ấy, vì lúc đó sự nghiệp chưa có, nhà cửa, xe cộ, tiền bạc, danh tiếng lại càng không. Thế vậy mà đã đủ đối với mẹ. Trong suốt thời gian chung sống dưới một mái nhà, mẹ Mai chưa bao giờ thúc giục hay đòi hỏi là tôi phải làm ra tiền như người này hay phải có chức phận như người kia. Mẹ luôn trân trọng và ủng hộ việc làm của tôi, giúp đỡ người tị nạn trước đây hay tranh đấu cho một đất nước Việt Nam tự do và nhân bản hơn. Còn nhớ cách đây chỉ vài tuần, mặc dù mẹ đang rất mệt mỏi nằm trên giường bệnh trong nhà thương, nhưng tôi khi vào thăm mẹ thì mẹ vẫn bảo là cho mẹ góp 200 đô vào quỹ của Voice để giúp những nạn nhân của lũ lụt ở miền Trung vừa rồi. Tôi thương mẹ cũng vì thế, và sẽ nhớ mẹ về mẹ cũng vì thế. Nhất là lúc tôi và con gái mẹ quyết định chia tay, có lẽ mẹ là người buồn nhất, thất vọng nhất và khóc nhiều nhất, chứ không phải là hai đứa con của mẹ. Bởi trên hơn hết, mẹ là người luôn đặt nặng hai chữ thủy chung, tình nghĩa lên hàng đầu. Không chỉ đối với tình yêu đôi lứa, mà còn đối với tình yêu trong gia đình, với tất cả những người thân. Những lúc tôi thấy mẹ vui nhất là lúc mẹ được tận tay chăm sóc, nấu nướng cho bạn bè, con cháu trong nhà cùng nhau ăn uống, hò hát hoặc chung vui. Mẹ không thường nấu ăn mỗi ngày, nhưng đã nấu thì món nào ra món đó, nhất là món gà hấp rượu Pháp, không để nào ngon hơn của mẹ. Mãi mãi đó sẽ là những kỷ niệm đáng nhớ giữa tôi và mẹ. Mỗi khi tôi làm gỏi cuốn, tôi sẽ nhớ về mẹ, vì đó là món mà mẹ thích tôi làm cho mẹ ăn. Nhưng mà cũng có thể vì đó là món duy nhất mà tôi biết làm. Thế vậy mà cả suốt năm nay, tôi cũng không có dịp làm cho mẹ ăn. Mỗi khi có một ai đó khuyên tôi nên lấy vợ mới, tôi cũng sẽ nghĩ đến mẹ, vì đó là điều mà mẹ vẫn luôn mong mỏi, muốn cho những đứa con của mẹ tìm được hạnh phúc. Mỗi khi nghĩ đến cách xử sự ăn nói như thế nào cho tường tốt, vừa phải đối với các thành phần khác nhau trong xã hội, tôi cũng sẽ nghĩ về mẹ, vì mẹ đã tạo ra một chuẩn mực mà tôi muốn học được và noi theo. Nhưng có lẽ tôi sẽ nhớ đến mẹ nhiều nhất mỗi khi tự tay sờ vào chiếc bông tai trái mà mình đang đeo. Vì từ ngày tôi tháo nhẫn ra, thì mẹ là người đã bỏ công đi mua để xỏ cho tôi chiếc bông tai đầu tiên này. Mẹ bảo từ đây về sau, tôi không cần phải tháo ra nữa, vì tôi sẽ mãi là con của mẹ. Đúng thật vậy đó mẹ, con sẽ mãi đeo chiếc bông tai này, bởi con là con của mẹ. Vì cho dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, thì chúng ta vẫn có thể thương yêu nhau, bảo bọc nhau, như lời mẹ từng nói. Nó làm cho con nhớ lại lời trong phần điệp khúc của bài hát Nature Boy, mà mấy hôm nay con cứ nghe đi nghe lại mỗi khi nghĩ đến mẹ. The greatest thing you ever learn is just to love and be loved in return. Điều kỳ diệu nhất mà bạn sẽ học được, đó là hãy thương yêu nhau
để nhận lại được tình yêu thương. Cảm ơn mẹ đã dạy cho con bài học kỳ diệu nhất, để con và mọi người sẽ luôn nhớ về mẹ, con của mẹ. À, rất là xúc động về quý vị, là một cái bài viết về mẹ Mai của anh chị Hội. Kính thưa quý vị, lúc đương thời thì cô Mai là một người rất là có khiếu hài hước, phải nói là một người have a lot of sense of humor. Và quý vị cũng thấy rằng là MC Kỳ Duyên được thừa hưởng cái gen di truyền đó từ mẹ. Nếu mà không có cái khiếu hài hước thì sẽ không bao giờ có thể làm MC được. Và MC Kỳ Duyên là một trong những người MC mà có thể nói là giỏi nhất của cộng đồng chúng ta. Và sau đây MC xin được mời chị Kỳ Duyên lên nói một đôi lời với mẹ. Kính thưa quý vị, trước khi nói, Kỳ Duyên xin cảm tạ tất cả những người đã giúp Kỳ Duyên để có một cái buổi tang lễ này, tại vì Kỳ Duyên sợ lát nữa nói rồi Kỳ Duyên lại quên. Thứ nhất là con xin cảm ơn các chư tăng, cảm ơn Hòa Thượng Nguyên Trí, như chú đã nói, là người đã tụng kinh cho mẹ con cái giây phút cuối cùng. Cảm ơn Thầy Nhật Trí đã từ Florida bay sang bên này và đã giúp con với tất cả những phần tang lễ. Ngoài ra thì thật sự ra ai cũng volunteer để giúp, nhưng mà phải xin cảm ơn thứ nhất là Mina Thư Nguyễn, con gái nuôi của mẹ. Trong suốt những ngày hôm nay, nếu mà không có Mina đứng bên cạnh thì chắc Kỳ Duyên cũng phải gọi là fall apart. Cảm ơn Trịnh Hội, cảm ơn Julie, người đã điều khiển tất cả cái buổi ngày hôm nay. Cảm ơn chị Hà, là người cuối cùng đã chăm lo cho mẹ. Cảm ơn Peter, my cousin, anh Đạt, chị Vân, chị Liên làm hoa, Huân đã có mặt ở đây. Trúc Linh là người đã mua tất cả những cái bộ đồ cho mẹ mặc hôm nay, là tại vì mẹ rất là thích là đẹp. Cảm ơn Hương Thủy lo tất cả những cái phần chay, coordinate với chùa. Còn rất nhiều người, tất cả anh chị em, bạn thân trong những lúc mẹ bệnh, ai cũng tới để chăm lo cho mẹ. Nhưng mà có lẽ cái người cuối cùng mà Kỳ Duyên rất mang ơn là chú Hiến. Trong 2 năm gần đây, chú là người ở bên cạnh mẹ, không những lo cho mẹ về vật chất, chăm sóc từng bữa ăn cho mẹ và về cái tinh thần. Thì trong cái ý nghĩa đó, Kỳ Duyên nghĩ là mẹ là một người đàn bà rất là may mắn. Tại vì nửa cuộc đời đầu của mẹ, mẹ đã được sống bên cạnh người đàn ông mẹ rất yêu, được tất cả những cái sự huy hoàng, những cái danh tiếng, những cái hình ảnh đẹp, được bố Kỳ mang máy bay đi cua, thì mẹ đã được tất cả những cái đó. Nhưng mà nửa cuộc đời sau thì mẹ lại được tình yêu qua những lời thơ, những lời nhạc, và đúng theo cái người ta vẫn thường nói là cho đến hơi thở cuối cùng thì chú là người đứng bên cạnh vuốt mắt mẹ. Thì xin cảm ơn chú. Kỳ Duyên không thể nói về những kỷ niệm với mẹ được, là tại vì Kỳ Duyên có cảm tưởng như là có những cái nỗi đau nó quá lớn. Bây giờ Kỳ Duyên đứng đây mà Kỳ Duyên đang dán một cái band-aid, một cái băng keo thật là lớn trên trái tim của Duyên. Và nếu bây giờ chỉ cần nhích ra một tí thôi đó, thì Kỳ Duyên sẽ fall apart. Thành ra Kỳ Duyên đang đợi cho nó heal lần lần. Một cái kỷ niệm gì rất là nhỏ cũng làm Duyên khóc. Ví dụ như lựa một cái bông tai, thì nhớ là hồi đó là mẹ là chuyên môn mang. So, I'm gonna put a band-aid over it. Nhưng mà Kỳ Duyên muốn nói về một cái vui hơn để mà quý vị cảm thấy an ủi, là
Kỳ Duyên rất tin ở cái hồn mình sẽ đi về một cái kiếp khác và còn đi nữa. Thì sau khi mẹ mất, Kỳ Duyên đã nhận được một cái chứng minh mà xin chia sẻ với quý vị. Là lúc lên máy bay đó, thì Kỳ Duyên mới về Việt Nam có một hôm thôi, thì 12 giờ đêm được tin là mẹ đi vào nhà thương, thì lấy cái vé máy bay sớm nhất là 5 giờ rưỡi sáng để bay về Mỹ. Thì trước khi lên máy bay, Kỳ Duyên có một cô bạn tên là Thanh Duyên, cũng tên là Duyên ở Việt Nam. Thì cô là có sư phụ ở bên Tibet, và không nhớ là Tibet hay Bhutan. Thì lúc lên máy bay thì Kỳ Duyên text nói là mẹ chị đi vào nhà thương rồi. Thì cô text lại ngay, nói chị cho em biết tên rõ và ngày sinh tháng đẻ của mẹ. Em sẽ nhờ những sư phụ của em ở bên Tibet cầu nguyện, cầu an cho mẹ. Thì Kỳ Duyên text đi và tắt phone, bay về tới Cali, tới San Francisco trước, mở phone lên thì mới được tin là mẹ đã qua đời. Mẹ Kỳ Duyên qua đời lúc 5 giờ sáng. Thì khi mà Kỳ Duyên nhìn lại cái text của cô bạn gửi lại cho Kỳ Duyên là lúc đó mới 5 giờ 33, có nghĩa là chỉ nửa tiếng sau, chưa ai biết là bà đã mất ngay cả trong gia đình. Thì cô đã text lại, cô nói là chị Duyên ơi, các master của em nói là đã trễ rồi, mẹ chị đã đi rồi. Có nghĩa là các master ở bên Tibet đã nói là mẹ đã đi rồi, và bây giờ sư phụ em cùng cả một cái chùa ở trên Tibet đang đọc kinh cầu siêu cho mẹ và đưa hồn mẹ về cái cõi, cô dùng tiếng Mỹ là Pure Land Amitabha, thì Kỳ Duyên nghĩ đó là miền cực lạc. Thì như vậy chứng tỏ cho Kỳ Duyên biết rằng là có cái hồn, có cái kiếp sau. Mình vẫn biết theo thuyết, tại vì Kỳ Duyên tin Phật và Kỳ Duyên cũng thiền, nhưng mà đây là một cái chứng minh rõ ràng. Và có thì các thầy và các tăng đã tụng kinh và đưa hồn mẹ về. Vì vậy trong suốt tuần nay về nhà, Kỳ Duyên và các anh chị em trong nhà không bao giờ cảm thấy có mẹ chung quanh cả, thấy nhẹ lắm. Lúc mà bố Duyên mất thì sau đó một tuần Duyên có nằm mơ thấy bố, và có những lúc cảm thấy người mình nó lạnh. Duyên rất là sensitive, đi vào những ô ten lạ hay gì mà khi nào mà cảm thấy giận giận là Duyên biết là có một cái gì đó chung quanh. Nhưng mà với mẹ thì Duyên hoàn toàn không thấy. Và Duyên muốn thấy mẹ, tối nào cũng cầu mơ nó thôi mẹ về nói cho con một tiếng, cũng không thấy. Thì hôm bữa Kỳ Duyên thiền và Kỳ Duyên rất là muốn xuất hồn đi để kiếm mẹ. Thì Kỳ Duyên không biết có thật hay không, nhưng mà trong cái lúc mơ mơ màng màng thì Kỳ Duyên có thấy đi vào một cái vườn, thấy mẹ đứng trên những cái bậc thang thật là cao, thì chỉ thấy mẹ vẫy, mẹ không nói, và Kỳ Duyên vẫy lại mẹ. Và cái đó là một cái sự an ủi rất lớn cho Kỳ Duyên. Và Kỳ Duyên cũng hy vọng tất cả những ai đang thương mẹ thì biết đó là một cái an ủi. Người Việt chúng ta khi mà có cái câu mà cát bụi trở về cát bụi thì đó là nói tới cái thể xác thôi. Nhưng mà với Kỳ Duyên thì cái câu hay hơn là energy will come back to energy. Vì nếu mà cắt nghĩa theo cái khoa học thì mình đứng đây, mình là cái đúc kết của tất cả những cái atoms, những cái năng lực. Và chúng ta đã biết là atoms và năng lực thì nó không bao giờ bị hủy diệt, nó chỉ đổi trạng thái, cũng như là nước từ nước thành khói hoặc thành đá. Thì Kỳ Duyên tin chắc rằng mẹ đã trở về energy và hiện giờ mẹ đang ở một cái nơi tốt đẹp hơn. Kỳ Duyên chỉ muốn chia sẻ cái đó. Người ta nhìn Duyên thì thường mỗi lần đăng hình mẹ trên Facebook, người ta đều nói rằng là nói chị đừng buồn nha, nhưng mà mẹ mai đẹp hơn chị nhiều. Thật ra Kỳ Duyên rất là vui, không buồn. Mẹ Kỳ Duyên hơn Kỳ Duyên nhiều cái lắm. Đẹp hơn nè, cao hơn nè, nấu ăn ngon hơn nè, giỏi hơn. Mẹ nói được 3 thứ tiếng ngôn ngữ rất là fluent. Ngay cả về vấn đề văn nghệ, đừng tưởng là Kỳ Duyên là MC là văn nghệ là mẹ thua. Thật ra là mẹ đúng như là hồi xưa người ta nói là ở nhà thì nghe lời bố mẹ, lớn lên thì lại đi theo chồng. Có nghĩa là trước khi mẹ Duyên lấy bố Duyên thì đã có một ông đạo diễn Pháp đi qua Việt Nam, không biết gặp mẹ ở đâu mà thấy mẹ quá đẹp, đã mời mẹ đóng một lúc 6 cuốn phim. Nhưng mà lúc đó mẹ sợ bà không cho, bà ngoại thì rất là cổ và nghĩ là cứ đi theo con đường văn nghệ là hư hỏng, thành ra mẹ từ chối.
Sau khi mẹ lấy bố rồi sau 75, sang tới Mỹ, vừa đặt chân tới Mỹ thì mẹ được hãng Estée Lauder, một hãng make up rất nổi tiếng, mời mẹ làm khuôn mặt đại diện. Nhưng mà lúc đó bố không cho, bố cũng có thể vì cổ hữu, có thể vì ghen, con lại đi theo làm người mẫu lại hư. Có thể biết đâu mẹ làm thì bây giờ mẹ đã thành như là Isabella Rossellini của Lancôme và là nổi tiếng quốc tế, chứ không như Kỳ Duyên chỉ nổi tiếng trong cộng đồng Việt Nam. Và ngay cả mẹ làm MC, mẹ bắt đầu đi làm thì Kỳ Duyên cũng năn nỉ mẹ, nói thôi nếu mà mẹ đi làm thì không ai trông cháu, thì mẹ đã từ bỏ tất cả để về hy sinh trông cháu cho Kỳ Duyên được đi làm. Về cái tình mẹ thì Kỳ Duyên chỉ tóm tắt như vậy nè. Ai cũng nói tại sao chị Kỳ Duyên lúc nào cũng cười, không biết khi nào chị khóc hay có buồn hay không. Thật sự Kỳ Duyên cười được suốt cuộc đời và ít khi buồn lắm, là tại vì bao giờ cũng có mẹ chung quanh. Có những người họ lớn lên 18, 19 tuổi họ dọn ra khỏi gia đình, hay là họ lấy chồng, họ move out. Kỳ Duyên phải thật sự nói là tiếng Mỹ dùng cái câu là I'm a 50-year-old kid that never moved out of the house. Lúc nào cũng ở với mẹ. Thành ra không bao giờ cảm thấy lonely. Người chồng đến với Kỳ Duyên, người bạn trai đến, nó cũng như là một người bạn trai đến. Duyên ở với mẹ thì đến ăn cơm hay là đến chơi, rồi không thì người đó đi về. Duyên chưa bao giờ dọn ra, chỉ có một vài năm đi học thì mỗi weekend mẹ lại mang đồ ăn lên, hay Kỳ Duyên lại về. Ở nhà có mẹ là Kỳ Duyên cảm thấy ok, không có bao giờ cảm thấy cô đơn hết á. Nhưng mà cũng như người ta nói rằng là khi mình được sống trong cái tình yêu của người mẹ, mình không biết nó bao la chừng nào đâu. Ví dụ như một con cá, nó sống ở trong nước, scientifically, nó không bao giờ biết là nó đang bơi ở trong nước hết á. Chúng ta đang sống trong một cái bầu không khí, chúng ta không bao giờ cảm thấy cái bầu không khí đó là quan trọng hết, cho tới khi con cá nó bị câu ra, cho tới khi không có không khí nữa. Thì Kỳ Duyên lúc nào cũng sống trong cái tình thương của mẹ. Thì cho tới bây giờ là lần đầu tiên cảm thấy hụt hơi. Nhưng mà mẹ lần cuối cùng gặp Hương Thủy, mẹ vẫn nói là Hương Thủy nhớ lo cho Kỳ Duyên nha. Thành ra Duyên không muốn khóc, tại vì muốn nói với mẹ you have raised a very strong girl, mẹ đừng lo, con rất là mạnh dạn và con sẽ tiếp tục mạnh dạn để lo cho hai cháu của bà. You know that I'm okay. And nếu mà như người ta nói là một ngày ở trên thiên đàng và 100 năm ở trần gian, thì mẹ cứ lên đó, mẹ ngồi uống cà phê, mẹ giữ chỗ cho con. And I'll see you very soon. Thank you. Tay gió bay bay, còn đó khung trời xa mây. Chưa trong lòng mình chia tay, gió bay bay, còn đó cùng trời xa mây. Mình xa nhau khi đừng đi mau, nắng sẽ phai màu. Mình xa nhau khi đừng quên mau, khói thuốc không màu. Hồn quyến luyến những gì mình đã cho nhau rồi, còn
cho nhau chút dư hương, sợ vỡ.